Rồi, okay, xin chào các bác. Thì vừa rồi các bác thấy một pha nghịch khá là ngu của em. Tuy nhiên thì em nghĩ là nhiều bác cũng chưa hiểu em làm như thế để làm gì. Thì sau đây em sẽ giải thích cho các bác. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, cái LG nhà mình ý, cái chất lượng hoàn thiện gia công của nó ấy, nó không được tốt cho lắm. Nhiều bác rất là than thở từ bao năm nay rồi, vẫn chê là LG nhà mình hoàn thiện rất là dở. Nó bị cái hiện tượng mà ví dụ như hở lắp lưng này, hở cả cạnh mặt trước nữa. Thì tuy nhiên ý, cái độ hở của LG thì đúng là có thật, nhưng không phải là nó hở ngoác ra đâu. Nó hở đương nhiên vẫn nhét được tờ tiền, nhưng mà nó không phải hở ngoác. Hở ngoác ra thì có thể là nó sẽ bị thay thế linh kiện hoặc là bị hỏng keo rồi, thì đấy chuyện đấy không nói, nhưng mà nó hở bình thường thôi. Đây ví dụ như em, ví dụ trên con G8 của em đây, thì con G8 này cái phần mặt trước của nó đây này, phần mặt trước của nó đây, đây là em đã check cái keo silicone đấy vào rồi. Đây thì đây các bác nhìn thấy này, cái khe hở của con G8 này chỗ này này đó, cái khe hở nó cũng khá là lớn luôn đó, nó đây này. Tuy nhiên thì em đã check cái silicone này rồi, đây là cái silicone này này, đây thì cái đây là cái silicone này, đây là cái loại silicone màu đen đó. Cái này mua ngoài thị trường thì nó chỉ tầm khoảng 50.000 thôi đó, màu đen nhé. Thì các bác thích màu nào thì các bác dùng thôi, nhưng mà tuy nhiên em nghĩ là màu đen là hợp lý. Thì và em cũng không khuyến khích các bạn nào mà nghịch ngu như em đâu nhé, tại vì cái này thì là cái em thích em làm thế thôi, em chia sẻ thế thôi, chứ còn không khuyến khích các bạn nào làm như em. Nhưng mà em nghĩ là làm được các bạn, em thấy là làm ngon luôn đấy. Tại vì những cái máy mà nó có hiện tượng hở nhẹ nhẹ như thế này này, khi mà các bác dán vào ấy, bác dán vào đây này, nó sẽ rất là liền mạch, nó rất là đẹp luôn. Em bản thân em thấy rất là đẹp, và nó không bị hiện tượng mà bị lọt bụi vào, nhét bụi vào cái khe này. Tại vì trong cái khe đấy nó là cái dạng keo mà, khi mà bụi nó dính vào đấy rồi thì nó rất là khó lấy ra. Thì các bác nào mà ưa mạo hiểm ấy, thì có thể làm được như em. Đấy thì đây, như cái chỗ này này, em dán này này, này. À, các bác cũng biết rồi đấy. Thì con máy, nguyên con máy G8 này em dán hết một lượt rồi. Đây này, em cho các bác xem một lượt luôn. Đó. Đó, bây giờ là con G8 của em nó rất là liền mạch luôn. Đó, dùng nhìn nó rất sướng luôn. Đó, đây, đây là cái lắp lưng nhá, đây là cái lắp lưng em đã thay lắp lưng rồi nhá. Nhưng mà đây là các bác này, em thay lắp lưng rồi. Nhưng mà em vẫn dán được nó rất là khít luôn. Đó, đây cạnh trước này. Đây, cạnh bên này, hai cạnh bên này em dán đều rất là khít luôn. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Thì chỗ nào mà không khít thì em đã check silicone mà rồi. Giờ nó, nếu như máy này còn áp ấy, nó có thể là tăng cái khả năng, tăng cái con số nhảy của áp lên, tăng khả năng chống nước lên đấy các bạn. Đó. Thì đây là đối với con G8 thôi, và đối với những con máy khác thì cũng thế thôi. Các bác hoàn toàn, nếu mà cái máy các bác nó bị hở, các bác hoàn toàn có thể dùng silicone các bác nhét vào. Thì đây là con Wing nữa, con Wing này em còn nghịch ngu hơn một chút nữa. Thì các bác cũng biết rồi đấy, cái con Wing này hồi trước của em ở đây ấy, nó có một cái vết bụi ở cái camera trước này. Tuy nhiên thì sau khi em lấy tay em búng búng nha, đấy thì nó đã rớt cái xuống bụi, rớt cái hạt bụi đi đâu rồi thì em không biết. Chắc nó rơi vào trong camera thôi. Thì tại sao con Wing nó bị bụi như thế thì các bác cũng biết rồi, thì con Wing nó hở rất là nhiều, tại vì cái màn hình xoay của nó mà. Tuy nhiên thì em đã dán không phải gọi là dán tịt cái màn hình xoay lại rồi. Bây giờ con Wing của em nó là một khối, nó là một khối thống nhất, nó không thể xoay được, không xoay nhanh xoay dọc được nữa. Đây các bác có nhìn thấy này, nào đấy em dán này, đó đó em check cái silicone vào rồi. Cái này các bác cứ check thoải mái nhé, nó không vào sâu được đâu, nó chỉ ở mé mé ngoài thôi đó. Là các bác nhìn đấy, đó. Check hết một lượt vòng bốn xung quanh luôn đó, đó bốn xung quanh luôn đó, bốn xung quanh luôn, rất là đẹp. Em nghĩ là đẹp, cái bản thân em thấy rất là đẹp luôn, chắc như này em thấy rất là thẩm mỹ. Cái camera trước thì đương nhiên là không chắc rồi, phải để nó thao thụt. Và trong một quá trình chắc ấy, nhớ các bác là nhớ dán những cái lỗ mic này lại nhé, dán lấy băng dính dán nó lại, kẻo nó cái keo nó chui xuống đây thì nó sẽ làm tịt mic của các bác. Đấy, em đều dán hết là vào. Thì cái con này em đã dán được hơn một ngày rồi, thì em thấy nó rất là dùng, nó rất là sướng luôn, cầm nó không 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 bị cái hiện tượng mà ọp ẹp ấy. Cái đấy con Wing các bác biết rồi, nó cầm rất nặng, cho nên các bác phải tì tay vào rất là nhiều, và nó bị ọp ẹp ở những cái khu khu này này, khu này này, và cái hiện tượng mà
cái màn hình trước này nó bị xê dịch sang sang phải đi một tí, thì em cũng nói ở clip trước rồi đấy. Thì sau khi em dán vào rồi em căn cho nó màn hình nó ngay ngắn, em dán lại thì nó rất là đẹp luôn đấy. Thì bây giờ nó như là một cái máy thống nhất, tại vì các bác bảo em dùng con Wing này, em cũng không dùng cái màn hình phụ nó bao giờ, cho nên là em thấy nó thừa em dán vào luôn. Còn tuy nhiên bác nào dùng Wing ấy thì nếu như mà không 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 dùng cái màn hình phụ thì cũng có thể làm được như em, nhưng mà em nghĩ là nhiều bác mua Wing cũng vì cái màn hình phụ nữa, xoay ra xoay vào cho nó ngầu ấy, nhưng mà em thì em không cần cho nên em dán vào luôn đó. Thì các bác nào mà tim khỏe thì dán sừ nó vào. Tất nhiên là thì khi mà dán này sẽ có rất nhiều rủi ro, như kiểu như là máy nó không thoát nhiệt được. Ví dụ như hồi xưa thì nó có thể thoát nhiệt được ra những cái khe này nhanh hơn, thì bây giờ nó sẽ bị cản lại đó. Và thứ hai nữa là sau này nếu như mà có bán máy hoặc là sửa chữa gì đó mà các bác tháo, nghĩa là các bác cạy cái lớp keo này ra thì có thể là hơi khó khăn. Tuy nhiên thì em tại vì em cũng làm xây dựng mà, cho nên là em thấy là cái silicone này nó cũng dễ tháo thôi. Các bác chỉ cần lấy cái thẻ sim màu nhựa đấy, các bác mài nhọn nhọn đi tí, các bác cậy vào đây là em nghĩ là nó ra thôi đó. Thì em nghĩ là nó không 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 thể là quá ảnh hưởng đến cái việc mà sau này mà lấy nó ra đâu, hơi chịu khó một tí thôi. Nhưng mà đổi lại thì em thấy dùng nó sướng lắm, giờ cầm nó thoải mái, cầm nó cứng cáp ấy, nó sướng, cầm nó liền mạch liền khối đó. Thì em cũng không khuyến khích các nào mà dùng Wing mà dán lại như em đâu nhá. À, đấy thì tùy các bác thôi, nhưng mà đây là cái cách mà các bác có thể là làm những cái khe viền nó bị hở ấy, nó bị vào bụi ấy, thì nó sẽ khít lại đây. Và ngay cả con Wing này này, con Wing này không phải là nó hoàn thiện tốt cho lắm đâu. Con Wing này đặc biệt ở chỗ cái phần này này, cái phần màn hình với cái khung viền này này, chỗ này này, cả bên này nữa, nó khá là hở đấy nhé. Mà khi em dùng tại em giờ em chẳng dán cái gì nữa, nó bụi nó vào trong này này đấy, dẫn đến là bây giờ em phải lấy cái keo đấy, keo silicone em chất vào đây luôn, rồi chất kín luôn, rồi giờ giờ nó không thể bụi vào được nữa, và trông rất sướng luôn. Và toàn bộ cái phần, nói chung là toàn bộ từ lắp lưng này rồi màn hình trước này đấy, màn hình trước lắp lưng các thứ em đều dán hết vào rồi. Giờ là máy nó rất là không hở luôn đấy. Thì tuy nhiên đến lúc dán thì các bác cũng chú ý những cái chỗ nút bấm này nhé, nút bấm cứng này này, nó có thể bị dính keo vào đây. Tuy nhiên thì không sao đâu nhé các bác, kể cả nó dính dính hết được không sao, được vẫn bấm được thoải mái nhé, tại vì cái keo này nó không chảy xuống dưới, dẫn đến là bấm vẫn thoải mái luôn. Và cái keo này sau khi khô rồi ấy, nó vẫn có thể vệ sinh được, như cái chỗ này này em có thể vệ sinh này, chỗ nước nguồn này đấy. Đấy, em vẫn có thể vệ sinh được, cho nên là không không sợ nhé các bác, cứ dán thoải mái đi. Tuy nhiên những chỗ lỗ mic thì các bác cũng phải chú ý thôi đó. Thì bây giờ cái máy Win của em nó đã liền một khối rồi, và em dùng nó giờ nó rất là thoải mái luôn đó. Thì đây là cái nghịch ngu của em thôi, em cũng không khuyến khích bác nào mà theo em nghịch như thế này nhé, tại vì nó sẽ mất giá trị của máy đi. Tại vì em cũng không có định bán cái máy này mà đấy, cho nên là các bác nào mà nghịch vậy thì xác định trước đi nhé. Rồi, ok, chào các bác.